Vụ bốn nữ tiếp viên được trả tự do đang rất thận trọng trong việc tập hợp chứng cứ. Tại buổi họp báo chiều ngày 23 tháng 3, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy theo điều 250 Bộ luật hình sự do có dấu hiệu tội phạm trong việc 11,4 kg ma túy được mang từ Pháp về Việt Nam. Còn việc bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines được trả tự do là vì bước đầu cơ quan điều tra chưa chứng minh được yếu tố lỗi về mặt chủ quan của tội phạm. Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, đánh giá toàn diện từ các nguồn khác nhau, kể cả khám xét, công an chưa chứng minh được yếu tố này, ông Hà nói. Theo quy định, yếu tố cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy là người thực hiện hành vi phải có lỗi cố ý. Nếu người vận chuyển không biết bên trong hàng hóa có ma túy, có chứng cứ chứng minh là mình không biết, không cố ý thực hiện hành vi vận chuyển chất ma túy thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thượng tá Lê Mạnh Hà cho rằng, ở vụ án này, cơ quan điều tra đã rất thận trọng trong việc tập hợp chứng cứ. Nếu các tiếp viên ý thức được bản thân đang vận chuyển ma túy thì chắc chắn số tiền công sẽ không giống hàng tiêu dùng bình thường. Ví dụ, một khách đi nhiều xe có mang theo một túi ma túy, chẳng lẽ công an lại bắt người lái xe vì vận chuyển trái phép chất ma túy, ông Hà lập luận. Song khẳng định, vụ án đang trong quá trình điều tra, nếu phát hiện dấu hiệu, chứng cứ khác thì cơ quan điều tra vẫn áp dụng các biện pháp xử lý đối với bốn tiếp viên hàng không. Trước đó, vào sáng ngày 16 tháng 3, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp về. Kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy tổng cộng hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocaine, ketamine, ma túy khay loại đắt tiền nhất trong vali của các tiếp viên. Các tiếp viên khai khi ở Pháp đã nhận mang 60 kg hàng hóa về nước với tiền công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, họ chỉ xem qua loa vài tuyếp kem, thấy không có gì bất thường. Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất. Đến tối ngày 22 tháng 3, sau 6 ngày điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 tiếp viên, đồng thời tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc vận chuyển số ma túy trên từ Pháp về Việt Nam.